Wow, nó giòn. Wow, đây nè cả nhà. Ui, hy vọng là cái trái nó lớn phình ra bự để mà nó trồi ra cái khuôn á, thì cái hình chữ này nè nó mới ịnh vô cái trái, nó mới ra được cái dáng. Muốn size nào cũng có hết cả nhà nha. Đây nè, ồ mấy cái trái mút táo này á cưng dễ sợ luôn á. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay lại một ngày nữa mình ra ngoài vườn, mình coi có cái gì thì mình sẽ thu hoạch cái đó nha. Cái hàng ớt này của mình á là nay nó chín rộ luôn rồi, chín đỏ tươi luôn, đỏ tươi vàng rực lên luôn, rất là đẹp nha. Không biết là cái ớt này nó có cay không, để một hồi mình ăn thử. Lần đầu tiên mình trồng cái giống ớt này, chưa ăn qua bao giờ, lần đầu tiên trồng và lần đầu tiên ăn, cho nên là mình sẽ ăn thử coi nó có ngon hay không nha. Cái trái của nó nhìn thấy mê ơi là mê luôn á. Nguyên một cây của nó chín nó rộ lên, cái màu đẹp, đẹp dễ sợ chưa, đẹp mà đẹp dễ sợ, đẹp thấy ghê, đẹp dễ sợ. diễn tả ngôn ngữ quá chừng trái luôn cả nhà ơi, mê lắm, mê luôn á. Cái màu của nó, cái nhìn cái cây á đẹp lắm. Ở đây mình có hai trái dưa hấu mình đã hái hồi bữa hôm qua rồi nè. Tại cái dây á, cái dây của nó, cái cuống á, nó bị héo rồi. Hai cái trái này mình nghĩ nó hết giòn rồi, nhưng mà mình không biết bên trong nó đỏ không, một hồi mình sẽ chẻ ra mình ăn thử. Hôm nay là mình sẽ thu hoạch hết mấy cái trái dưa hấu táo, dưa hấu mini nha. Cái trái của nó giòn giòn nhỏ nhỏ thôi, dưa hấu tròn. Mình cũng không biết là nó ăn có ngọt không và nó có đỏ hay không, nhưng mà nhìn thấy cái trái thì thương lắm. Hái được hai trái hồi bữa hôm qua rồi. Nguyên hàng này của mình thì có một cái cây màu vàng nè, nó cũng một loại của nó nhưng trái màu vàng, cả nhà thấy không? Còn đây là màu đỏ. Còn nguyên một cái cây của nó mà trái như vậy nè, nhìn thấy cưng gì đâu luôn á. Khi mà có trái nó lớn lớn rồi đó, bắt đầu qua cái là mình lấy cái cây mình chống, rồi mình lấy dây mình buộc, mình nịt nó lại. Chứ nếu không á là nó gãy nhánh hết trơn. Tại vì mấy cái ớt này á mình thấy rất là giòn nha. Đây nè, nó có nhiều khớp lắm, giống như cái ớt này đi. Mình thấy cái trái của nó nè, hồ nó mê không cả nhà ơi. Trái cái này kinh khủng chưa. Đó, bây giờ tạm thời nha, tạm thời thì nó màu xanh cho nên là mình khó thấy ha, không có bắt mắt cho lắm. Mốt nó chín nó đỏ lên. Đây nè, mấy cái khớp này nè, nó rất là giòn. Khi nó có trái á, mà nhiều nó nặng á là nó sẽ gãy. Ây dù. Đây nè, mấy cái khớp này nè, nó giòn lắm, tự động gãy hết trơn rồi. Nên là mình trồng ớt mà khi nó ra trái á là mình phải lấy cây mình chống, mình đỡ, mình buộc, mình nịt nó lại. Làm gì được là làm. Kinh nghiệm đau thương, mình đã bị gãy rất là nhiều nhánh rồi. Tranh thủ nhanh gọn lẹ nha, sáng sớm ra thu hoạch rồi đi vô, chứ thôi á mùa này đi ra ngoài đây, ra ngoài vườn á buổi trưa nắng nóng cháy da luôn á cả nhà, cháy da luôn á chứ không phải giỡn đâu, thiệt á chứ. Đen mà đen thui thui lùi luôn á, đã đen rồi mà bây giờ là thành mốc lên luôn á chứ không phải là đen nữa, tại còn gì nữa đâu mà nói nữa. Trời ơi coi nè, nhiều chưa, làm biến đem cái xịa lại. Hy vọng là hai trái dưa hấu này nó sẽ chín nó đỏ ngon nha. Cái dây cái cuốn của nó quéo kiểu đó là mình nghĩ nó chín rồi, nhưng mà nó không có giòn đâu, tại vì cái trái nó, cái dây nó bị héo trước khi mình hái á, cho nên là nó sẽ không có được giòn. Ớt này đem vô không biết làm gì ăn ha. Nếu mà có chả cá đó thì mình vô mình cắt đôi ra, mình bỏ chả cá vô mình chiên ăn ha. Mấy cái loại giống ớt này mình không có biết tên giống cả nhà nha, tại vì có người trồng á, mình thấy cái cây nó đẹp quá, khi nó có trái nó chín rộ như nè, thấy đẹp quá cái mình hái một trái về mình lấy giống mình trồng, chứ mình không phải mình mua, cho nên là mình không biết cái tên giống của nó. Tại thường khi mà mình trồng cái gì á, mình quay lên thì rất là nhiều người hỏi mình là cái tên giống nó là giống gì, mua ở đâu. Cái này thì mình không có biết nha. Mình đi ra ngoài chợ đó, cả nhà thấy cái loại giống nào mà bắt mắt, mình thích và mình muốn trồng thì mình mua về, mình ăn trái, mình lấy hột về, mình ươm là nó lên, là rất là dễ cả nhà nha.
mấy cái chợ Mỹ nó có rất là nhiều loại ớt á, mình cứ mua về, nếu mà cái loại nào mình thấy mình thích á, mình mua về cái là mình lấy cái hộp đó à, không cần phải kiếm hộp giống mình mua đâu. Mới thu hoạch là mình được một xỉa rồi nha, quá chừng luôn, thấy mà mê luôn á nha. Ăn uống không biết được bao nhiêu mà thấy trồng mở ra trái như vậy nè, nhìn ham lắm cả nhà ơi. Cái trái mà nó chín đỏ nguyên cây nhìn, nhìn ham lắm. Bởi mấy cái cây ớt chuông của mình á, bây giờ mình cũng đang chờ chờ để cho nó lâu lâu chút xíu rồi mình mới thu hoạch, để thử coi nó có ra màu không. Tại vì mình không có trồng màu xanh, nhưng mà không biết làm sao màu xanh không mà. Chắc mình vội vàng quá, mình thu hoạch sớm quá cho nên là không thấy màu. Cho nên là đợt này là mình để cho nó lâu lâu chút xíu mình mới thu hoạch. Ôi coi nè, thấy mè chưa. Không biết thu hoạch đợt này nó còn ra trái nữa hay không, chứ mình thấy quá chừng rồi. Cái giống cây này nó quá chừng trái luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lên phía trên, thu hoạch ở dưới xong rồi, bây giờ mình sẽ ngước lên trên để mình thu hoạch mấy cái trái mướp táo cả nhà nha. Đó, chỉ một chỗ thôi, không đi đâu hết. Đây nè, bây giờ khó thấy nó lắm, nó núp lùm rồi, tại vì mấy cái cây ớt nó cao rồi đó, quá chừng trái luôn. Không, hôm nay chắc cũng cỡ 7-8 trái đó chứ không ít đâu. Đây, ở dưới là ớt nè, nó ở trên thì mướp nó, cả nhà thấy nè, trái quá chừng không, khó thấy lắm, tại vì nó màu xanh á, nó khó thấy lắm, mè chưa. Có nhiều người thì nói là cái ớt, cái lá ớt á, thu hoạch vô nấu canh ăn ngon lắm, mình chưa thử qua bao giờ. Đó, mê không. Rồi, thanh toán luôn mấy cái trái mướp này nha. Mấy cái mướp này nó ra trái sai dễ sợ luôn, cứ thu hoạch ăn, có ăn hoài luôn. Coi cái trái của nó lủng la lủng lẳng, nhìn thấy cưng không? Cái loại mướp này á, cái cuốn của nó dài lắm. Cái này là mình mới cắt hơn nửa của nó thôi chứ cái cuốn nó còn dài nữa. Cái này một tua của nó đó, cho nên là mình cắt luôn. Chứ mấy cái trái này á, thì nó rồi có chân, có gãy cái trái ớt được không? Ây da da, không sao, hên quá. Ôi ôi, nó rớt một cái thẹp lên cái cây ớt luôn. Mấy cái trái này á, nó còn nhỏ đó, nhưng mà mấy cái trái này đem vô ăn là nó ngọt dữ lắm, ngọt ngất ngay luôn á. Rồi, mình đã thanh toán hết nguyên một cái dàn mướp này của mình luôn rồi đó. 2, 4, 6, 8 trái. 8 trái lớn nhỏ đầy đủ, đủ thứ size hết. Muốn size nào cũng có hết cả nhà nha. Rồi nè, ồ, mấy cái trái mướp táo này nó cưng dễ sợ luôn á. Năm sau chắc có thể là mình trồng cái dàn đằng sau á, dàn lớn á, để cho nó ra nhiều trái. Tại cái giống này á, mình thấy nó rất là mạnh, rất là khỏe nha. Nó bò, cái dây của nó bò rất là nhiều, rất là dài, và ra trái nhiều nữa, cho nên là mình sẽ trồng cái dàn đằng sau á, cái dàn bự nhất của mình á, thay vì mình trồng bầu thì mình sẽ trồng mướp để ăn nó nhiều hơn. Coi nè, mê chưa, cưng quá à, ăn không có bao nhiêu hết á cả nhà ơi, nhưng mà thu hoạch vậy thấy mê lắm, cho nên là cứ khoái mà trồng thôi. Cái chỗ đó nó nắng quá, bây giờ mình đem lại đằng đây đi, để đằng đây cho nó mát nè, để ngoài nắng một hồi là nó quéo luôn. Wow, đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ lại đây mình thu hoạch luôn mấy cái trái dưa hấu mini nha. Rồi mình sẽ cắt ra ăn thử coi nó có ngon hay không. Nguyên cái đám dưa hấu của mình nay nó nằm trồi lên mặt đất. Nhìn thấy cưng dễ sợ không? Như con heo con vậy đó. Nguyên cái đám này của mình đó là nó có tới mấy loại đó. Ui giời. Bây giờ cái lá của nó là nó bắt đầu nó rượu rượu rồi. Đây, cái loại mà dưa hấu táo mình có trồng mà chừng cách 2-3 dây gì đó. Đây nè, trái nhỏ xíu à. Mấy cái dây này là mình đã thu hoạch được nha. Ủa, cái trái chứ, cái trái này là thu hoạch được nha. Tại cái rau của nó nè, rau, 2-3 rau của nó là nó đã, ây da,
Rồi, một trái, ngon chưa? Ui ui, thấy cưng quá. Đây đây, hy vọng là nó sẽ đỏ nha. Hai cái trái bữa hôm qua mình thu hoạch đó, uổng ghê. Đi ra là mình thấy cái trái của nó mềm rồi. Tại vì không có hay, không có phát hiện cái dây của nó. Tại vì trồng nhiều quá đó, có cái một hai dây nó bị cái trái nó chín rồi đó mà mình không thu hoạch đó, cho nên là nó héo nó quéo luôn. Đây một trái nữa nè. Mấy cái trái này là ngon lắm nha. Mình thấy là cái râu của nó là nó đều đã bị quéo là hết hết trơn rồi. Đây một trái nữa nè, mà không biết cái trái này thu hoạch được chưa. Cái này chưa nha. Cái râu của nó mình thấy nó còn xanh nè. Cái râu nó còn xanh là chưa thu hoạch được. Đó, nó còn xanh nè. Năm nay mình trồng thử cái giống này ăn coi nó có ngon không. Nếu mà ngon á, mình lấy cái hột giống lại, cái năm sau mình sẽ làm vàng cho nó để nó bò lên. Chắc thấy thương lắm luôn á. Tại vì mấy cái trái dưa hấu này nó nhỏ nhỏ, nó giòn giòn á, thì mình làm vàng cho nó bò lên được. Vô trong đây nó mát hơn á nhờ, ở ngoài kia nó nắng quá chừng nắng, hơi hết chỗ để rồi. Để ở đây luôn đi. Đó, thấy mê chưa. Đem một cái trái dưa hấu mini để lên một cái trái dưa hấu khổng lồ để mình chẻ ra mình làm duyên làm dáng nha. Nhìn cho nó bắt mắt. Đó, cái trái gì nè, quả chừng to luôn cả nhà ơi, khủng khiếp bự luôn đó. Còn cái này là dưa hấu mini nha, mình mua hột giống là ở trên mạng Facebook đó, kêu là dưa hấu táo đó. Ooh, wow, nó giòn. Wow, đây nè cả nhà. Ui, cái trái của nó không có đỏ lắm nhưng mà cũng ngon nha. Màu như vậy là cũng là chất lượng rồi đó. Mình sẽ lấy cái hột giống của nó lại. Cái hộp của nó cũng nhỏ nhỏ thôi nè. Cả nhà thấy không? Hộp nó nhỏ nhỏ thôi chứ cũng không có lớn. Rồi làm màu như đó được rồi. Mượn cái background làm màu chút xíu thôi. Bây giờ vô chỗ mát để ngồi mình ăn nha. Để hưởng thức nha. Ở ngoài kia nắng quá chịu không nổi. Trời nắng nóng mà có dưa hấu ăn là khỏi chê luôn á. Mình thu hoạch đem vô bên trong. Xong rồi mình hôm nay là mình có mấy cái khuôn, giống như khuôn mình bao cái trái lại, khi mà nó lớn lên á, cái trái của nó sẽ ra cái dáng theo cái khuôn mà mình muốn đó. Mình đợt trước mình có mua mấy cái khuôn ở bên Việt Nam á. Một hồi mình bỏ vô một cái góc, cái mình quên luôn. Bây giờ sẽ ăn thử cái dưa hấu này nha cả nhà ơi, thấy hấp dẫn lắm nha. Xin mời cả nhà ăn dưa hấu tí hon nha, dưa hấu mini hoặc là dưa hấu táo. Nó có mấy cái tên đó. Nhưng mà trong cái bao bì nó để là dưa hấu táo. Chỉ cần một trái thôi là mình có hột giống để mình trồng cho năm sau rồi. Cái lúc mà mình mua thì cái bao của nó khoảng chừng 4 cho tới 5 hột thôi chứ nó không có nhiều. Hy vọng là ngon nha. Nó giòn. Tại cái trái này mình thấy là nó mới á. Còn cái trái này nè, cái trái này á là nó, cái dây của nó rụi trước khi mà mình thu hoạch, cho nên cái trái nó mềm. Mà một hồi mình chẻ ra thử, nó giòn rụm luôn, rất là ngon, xốp giòn. Cái ngọt của nó thì nó ngọt thanh nha, chứ nó không phải là nó ngọt nhiều. Nhưng mà ăn như vậy á, mình thấy là nó cũng ngon rồi đó. Giữ mấy cái hộp đó. Trời nắng nóng mà có dưa hấu ăn về là quá chất lượng luôn. Ăn mà không dám nuốt mấy cái hộp, sợ mất giống. Quý hiếm quá cho nên là sợ mất giống. Cả nhà mà ai có muốn mua hạt giống này á, thì mình nghĩ vô cái mùa mà mùa xuân á, vô cái mùa khoảng tháng 3, tháng 4 á, những cái tháng mà bắt đầu mình ươm trồng hạt giống á, thì ở trên Facebook có rất là nhiều người họ bán hạt giống, họ post lên trên đó họ bán. Còn nếu không thì cả nhà cứ search thử cái Facebook, cái tên của nó là Tạp Hóa Việt, lần trước mình có nhắc đó. Tại mình mua ở đó, có thể search trên đó thử coi có hay không nha. Ngon quá. Ngon thiệt nha, cái này là ngon thiệt. Mình thấy cái giống dưa hấu này ngon nha. Cả nhà nên mua về trồng. Tại vì cái trái của nó nhỏ nhỏ, nó giòn giòn á, nó dễ thương. Ra trái mình thấy nó cũng nhiều lắm. Một dây của nó mình thấy ra cũng khoảng như 4-5 trái á. Cho nên là nên mua cái giống này về trồng cả nhà nha. Rất là ngon luôn á.
mình sẽ cắt thử cái trái này coi nó như thế nào ở bên trong nha. Cái trái này nó hết giòn rồi cả nhà thấy không? Mình để cái con dao vô á mà nó không có nghe cái rắc là cái vỏ của nó hết giòn rồi. Đó, nhìn cái trái của nó rất là ngon cả nhà ơi, coi nè. Cái vỏ nó mỏng ha. Cái vỏ nó rất là mỏng nha. Ngon chưa? Màu cỡ này là mình thấy cũng đã đạt rồi, chất lượng rồi, không cần phải đỏ hơn đâu. Cái màu và cái độ ngọt của nó là mình thấy là vừa ý rồi. Cái giống dưa hấu này cái trái nó không có lớn, nó giòn giòn, nó nhỏ nhỏ thôi. Cho nên là có thể một trái là một người ăn hoặc là một người ăn hai trái luôn đó. Coi nè, cái trái nó nhỏ thôi ha. Cái này bự hơn, còn cái này nhỏ hơn nè. Cái giống trái của nó giòn giòn thôi chứ nó không có lớn. Không lớn trái nhưng mà ăn rất là chất lượng nha. Thấy nhỏ mà có vỏ cả nhà ơi. Bây giờ mình xuống đằng sau. À, chắc thu hoạch luôn cái trái trái gì ta? Mình thu hoạch luôn cái trái bầu rắn. Một hồi mình sẽ khiêng cái đó vô sao. À, thu hoạch luôn cái trái bầu rắn nè, rồi mình lấy mấy cái khuôn á đem lên sân trước để mình bao mấy cái trái bưởi. Đây cái trái bầu rắn của mình nè cả nhà ơi. Đây nó cũng dài thòn lòn rồi. Đó. Bầu siêu dài. Siêu dài luôn á, quá chừng dài luôn. Nhưng mà cái giống này á, có nhiều người hỏi là ăn có ngon không. Thì cái bầu này á, mình thấy ăn so với cái bầu sao thì nó không có ngon bằng cả nhà nha. Tại cái giống này mình thấy ăn làm như cái thịt của nó cứng hơn. Cho nên là nếu mà mình trồng cái loại bầu này á thì mình phải thu hoạch sớm, chứ đừng có thu hoạch đúng tuổi là mình ăn nó sẽ bị cứng. Mình ăn cái loại bầu sao á, mình quen rồi, mình ăn nó mềm, nó ngon. Còn loại này nó cứng hơn. Cho nên là mình phải trừ hao, mình thu hoạch sớm hơn cái tuổi của nó. Đó, thì ăn nó sẽ ngon ha. Rồi, cắt luôn nè. Ây da. Vừa cầm cái máy quay, vừa cầm cái... cái trái bầu. Đó, siêu dài chưa? Thôi mình đem lên trước nha. Chịu khó đem lên sân trước để cho nó cùng một chỗ, để một hồi mình chụp cái tấm hình cho nó đẹp đẹp nha. Bây giờ mình nghĩ chắc khoảng chừng 11 giờ rồi. Nắng lắm luôn rồi cả nhà ơi. Cái nè, có ai như mình không? Giờ này trời nắng nó lên. À, ở đây còn 2-3 trái mướp nữa, quên nữa. Mình phải thu hoạch luôn, phải cắt luôn cả nhà ơi. Đây nè, cái trái này là nó quá rồi. Ôi da, chắc rớt. Ấu 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 ấu. Tại cái trái này già rồi á, cho nên là mình mới làm vậy nha. Chứ mấy trái non non á là không dám cắt, vậy nó rớt xuống là coi như là nó chèm bẹp luôn đó. Đây một trái nữa nè. Một tay cầm, một tay cắt nha. Mấy cái mướp này cái trái mà nó có già đó cũng không sao nha. Mình cứ nấu, mình lấy cái nước á, nó ngọt lắm. Trái nó càng già thì mình thấy cái nước nó càng ngọt nha. Nhưng có điều là ăn nó hơi bị sơ rồi, không ngon thôi. Chứ cái nước nó ra nó ngọt lắm. Nên mà thường mà mấy cái trái mà nó già già đó, mình để dành thường mình nấu cái nước súp nấu hủ chú chai á, nó ra cái mùi thơm hơn mà nó ngọt hơn. Còn đây là mấy cái khuôn mà mình mua ở bên Việt Nam mình đem qua nè cả nhà ơi. Nó cũng nặng lắm nha. Đó, cái bao nó cũng rất là dày. Ồ, cái mũ chứ quên, cái mũ nó cũng rất là dày. Để mình đem lên đằng trước, mình coi cái mình mò mình làm thử coi sao. Còn không được thì để anh Long anh về á, anh làm. Tại cái này bọc vô ha. Rồi có mấy con ốc nè. Nó có lỗ, có mấy con ốc. Rồi cái mình phải ráp nó lại. Tài lộc. Làm thử coi sao. Ở đây còn trái mướp nữa nè. Cắt luôn đi chứ, trái này bị đều. Cắt luôn đi, một tu của nó là mình cắt luôn. Âu, hay thiệt đó chứ. Cắt thì sao mà nó không có rớt. Quá hay luôn đó chứ. Đây. Cho vô đây nha. Bù lon con tán nữa là có đầy đủ nha. Không biết làm được không nữa. Cứ làm thử đi, không được thì tính sao. Mình bao lại 11 cái trái mà nó ra đúng như cái khuôn này là đẹp lắm luôn nha. Bây giờ mình sẽ bọc nó vô thử nè. Chưa có làm qua bao giờ, không biết nó có nên thân lên hình gì hay không. Mình cứ làm thử nha. Cái gì cũng vậy, cũng phải làm thử rồi mới biết chứ giờ.
không làm sao biết được. Đó, mình bao cái trái của nó là lúc cái trái nó còn nhỏ, nó nhỏ hơn cái khuôn, và mình sẽ bọc nó lại. Sao ta, bỏ cái con ốc vô cái lại là cái này, mình xoay nó lại thôi. À, đơn giản, rất đơn giản. Rồi, mình có cái khuôn trái dưa hấu nữa, nhưng mà mình quên á, cho nên là bây giờ là nó muộn màng quá rồi. Trái nào trái đó nó lên nó bự hết trơn rồi, giờ khuôn nào mà bọc nổi. Nhưng mà cái giống này á, cái trái to quá, cái khuôn của mình nó nhỏ hơn. Làm sao hồi nó đứt gãy cái cuốn này ra chắc tức chắc chết luôn á ta. Đó, đại khái nó là như vậy nè cả nhà ơi. Đó, hy vọng là cái trái nó lớn phình ra bự để mà nó trồi ra cái khuôn á, thì cái hình chữ này nè nó mới ịnh vô cái trái, nó mới ra được cái dáng. Rồi, để đây đi, chiều mát anh Long anh đi làm về đó, thì mình sẽ tiếp tục mình bỏ vô những cái khuôn kiểu mẫu khác. Đi lại đằng đây cho cả nhà xem những cái kiểu mẫu khác nha. Đây là một cái khuôn nó giống như là cái thỏi vàng á, coi nè, cái này cũng là tài lộc đó, cái thỏi vàng nha, cũng là cái này cũng cho bưởi. Có thể cái khuôn này á là mình bỏ vô cái bưởi da xanh đằng sau của mình á, tại bưởi da xanh thì nó to hơn. Còn mấy cái bưởi này là bưởi tự nhiên quên người ta, mình không nhớ, tự nhiên quên mất tiêu cái bưởi này là bưởi gì. Quên rồi, tự nhiên quên mất tiêu, không nhớ cái tên bưởi gì nữa. Đây một cái loại khác nữa nè, giống như trái bầu hồ lô vậy đó. Đó, cũng là tài lộc. Ồ, mấy cái khuôn này mà mình bọc trái của nó mà mới mốt nó ra đúng cái dáng của nó, nhìn chắc hay cưng lắm luôn á. Cái này nó nhỏ quá, cái chim. Nó nhỏ quá, không biết này bọc cái gì ta, có thể là cây quýt đằng sau mình á. Nhưng mà trái quýt đằng sau nhà mình nó còn nhỏ hơn cái này nữa, cái này nhỏ quá nó lỡ cỡ ha. Có thể mình bọc thử cái trái quýt thử, quýt hoặc cam. Cam thì cái khuôn này nó hơi nhỏ, cam mà nó bự hơn, cái khuôn này nó hơi lỡ cỡ quá. Đây, ha ha, dễ thương chưa. Mình có mấy cái khuôn dưa leo nữa nè, nó ra hình ngôi sao và trái tim hay gì đó, nhưng mà mình đã quên mất tiêu nó luôn. Bây giờ hết mùa rồi, dưa leo này kia mà thu hoạch là tàn lụi luôn rồi. Rồi mình mới sực nhớ là có mấy cái khuôn này, hơn là mấy cái trái bưởi của mình á. Trái nó ra thì nó cũng còn nhỏ, mình có thể bọc được. Thôi cất vô rồi, đi giờ mình đi vô trong nhà nha mọi người. Nắng nóng quá luôn rồi đó, quá trời nắng nóng luôn rồi. Đi vô trong nhà nha. Có thể chiều anh Long về thì mình sẽ tiếp tục ra vườn. Ôi, nó rớt cái miếng dưa hấu rồi, nó đứt từng đoạn ruột. Dưa hấu ăn nó ngon mà nó ngon mà tưởng sao nó rớt một cái phẹp xuống. Bây giờ mình xin tạm ngưng cái video đây nha. Rồi hồi hộp nghiêng cái rổ này. Xin chào và tạm biệt tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Xem video nhớ cho mình xin một like. Còn những ai mà chưa có bấm nút đăng ký kênh đó thì bấm nút đăng ký ở bên dưới video á, để có thể theo dõi tiếp tục những cái video khác từ gia đình của mình nha. Coi nè, ủa nó nặng, ôi, nó nặng quá. Đó, thấy mê chưa, một ngày đi ra ngoài vườn cả nhà ơi. Bây giờ lên đằng trước để mình khiêng cái rổ mướp nữa là xong. Đó, một ngày đi ra ngoài vườn là vậy đó, chăm sóc, dọn dẹp, thu hoạch. Vài tháng nữa thì vườn của mình sẽ có trái cây để mình thu hoạch nha. Ổi nè, mãng cầu. Năm nay thì vườn của mình có mãng cầu nhiều hơn mọi năm, tại vì có thêm 3-4 cây nữa, nó ra trái dễ thương lắm. Thôi sẵn khoe rồi. Sẵn khoe rồi ghé vô luôn, khoe cả nhà xem nè. Đó, thấy cưng không? Đó, trái nè. Đó, Sweet Dream, Lisa với lại Sweet Dream. Nhưng mà mấy cái cây mà Lisa nó dễ bị nước trái lắm, vô mùa đông á nó dễ bị nước trái lắm. Thôi mình ngưng cái video đây cả nhà ơi, dài rồi. Bye bye, bye bye.